Trạng Quỳnh Quy Quy Channel xin chào mọi người. Mời mọi người cùng xem tập 37 Trạng ở chùa. Nằm ơn tha cho tôi đi. Tu hành mà tay chân dám nhúa, không tha. Tới xem. Lại lôi thôi nữa rồi. Quỳnh đứng lại. Đứng yên, nhắm mắt lại. Rồi mở mắt ra. Thầy làm gì vậy? Ha ha, giống con ngựa quá. Che mắt giống như người ta che mắt ngựa, không cho nhìn hai bên. Chỉ được nhìn thẳng mà đi, nhìn hai bên thấy lắm điều xin chuyện. Hừ, cấm cười à. Cứu, cứu tôi. Nghe tiếng kêu cứu chịu không nổi, đại trưởng phu phải ra tay. Đúng là hết thuốc chữa. Làm gì mà ông bóp cổ người ta thế? Mắc mớ gì mày? Cứu tôi với. Chuyện gì từ từ nói, ông bóp cổ như thế chết cậu ta sao? Miệng nói còn la toán thế kia, chết sao được? Nghẹt thở, cứu, cứu. Buông cậu ta ra đi, sắp chết rồi kìa. Lão, dám ra lệnh cho ta, dám đánh Trạng hả? Yên chí, tớ cứu cậu đây. Sao? Buông cậu ta ra, bít. Anh hùng lâm nạn rồi, hết cứu. Ha, đặc sản. Câu cho miếng, cho miếng. Quái quái, cho. Cứu, cứu, cho. Cho. Ha ha, chạy tới khuya luôn. Cảm ơn cậu. Có sao ông ta bóp cổ cậu? Thế này. Không hiểu. Nhắm tay. À, tu hành mà nhắm tay, mô Phật. Đâu phải tớ nhắm tay là vì tham, tớ nhắm tay vì nghĩa mà. Mô Phật, Quỳnh gặp đối thủ rồi. Ngồi đây tớ kể cho nghe. Ăn đi rồi nói. Hả, tu hành mà ăn bánh bao nhân thịt? Tu tại tâm không tu tại miệng. Mô Phật, ông tiểu này giống Quỳnh à, cậu tên gì? Tên tục là thằng đầu bư, tên ở chùa là tiểu bư. Đầu bư mà tưởng hay lắm, chỗ nào cũng xưng bư. Để tớ kể cái mỏ nhọn quá. Cách đây hơn một tháng, dẹp, ta ra lệnh dẹp cái chùa này. Chuyện gì mà làm quan đô đốc giận vậy? Chùa không linh, không cho mở cửa. Là sao ạ? À? Ta tốn biết bao nhiêu công sức, tiền bạc. Ta đến chùa cả thảy 632 lần. Ta cúng chùa hết 632 đồng. Phiếu chi đây? Ta xin trời Phật giúp ta có đứa con trai. Thế mà tối qua phu nhân ta sinh một nữ. Hừ, trả 632 đồng lại đây. Chuyện sinh trai hay gái là do ơn trên, chùa đâu có trách nhiệm. Quan cầu xin có được duyệt hay không là do ơn trên, chùa đâu có trách nhiệm. Còn tiền quan cúng chùa, chùa xài vào chùa vụ rồi, đâu còn mà trả. Không trả ta đóng cửa chùa. Cấm ai vào chùa, trái lệnh sẽ bị bắt. Thế là chùa, ế, không ai tới cúng. Chắc mấy thầy đói meo. May mà chùa có kho gạo để dành phát chẩn nên không đói. Chuyện rắc rối hơn là thế này. Mấy hôm trước, sư trụ trì ngã bệnh, tớ đi mời thầy thuốc. Hề, ngộ thương thầy trụ trì lắm nhưng không dám vào chùa đâu, quan cấm rồi. Không có thuốc cho sư thầy uống, tớ làm liều. À, cậu trộm thuốc của ông thầy kia nên bị tóm cổ. Nhưng cậu biết cần phải cho sư thầy uống thuốc gì mà lấy trộm? Lấy đại, đừng thuốc gì uống thuốc đấy. Rủi cậu lấy trúng thuốc mọc tóc cho sư thầy uống thì sao? Chịu khó cạo thường xuyên chứ sao? Bái ông thần, hôm nay con gặp thầy rồi. Thầy gì? Thầy Liêu. Sao không đưa sư thầy ra ngoài chữa? Thầy yếu lắm, khiêng từ núi xuống đây chịu sao nổi. Có lối nào vào chùa mà lính không thấy không? Có một cẩu môn sau chùa. Gì? Lỗ chó thì nó đại đi, bày đặt cẩu môn văn chương dữ. Vậy tớ sẽ tới chữa bệnh cho thầy. Bái sư phụ, trước khi đi tu con cũng là tai xạo có tiếng, không ngờ sư phụ xạo kinh hơn. Không xạo đâu, theo tớ. Sợ mày quá Quỳnh ơi, cứ kiếm chuyện lôi thôi mà làm không hà. Cẩu môn rộng mở, mời thầy. Ăn trộm, cướp, cốc. Dám đánh con gái à? Cấm con gái vào chùa. Ta cứ vào. Nam nữ thọ thọ bất tương thân, trai. Chùa mời thầy chữa bệnh kiểu này à? Xin lỗi, tại mình chui qua cổng môn nên các sư tưởng lầm. Sư nào đánh thầy mà tới xin lỗi? Chúng tôi thành thật xin lỗi. Tôi xin lỗi. Nói nhỏ nghe chuyện này, lại đây. Trời sắp sụp cốc. Hề nhé. Chà chà, mệt đây. Sư thầy bị đau thần kinh tọa và đau cuộc sống. Đúng rồi, sư thầy ngồi tụng kinh cả ngày, tránh sao khỏi bệnh ấy.
bệnh này chữa lâu đây, ta thì không thể ở lại lâu được. Ta sẽ kê toa để thuốc lại cho sư thầy, ta đi thôi. Không đi đâu hết, phải ở lại chữa cho đến khi sư thầy khỏi bệnh. Ôi cha, ông Lỗ Trí Thành tái thế. Thầy thông cảm, chúng tôi không thể ở lại lâu. Không cảm không thông gì cả, muốn đi phải bước qua xét ta. Cha mẹ ơi, thầy tu gì kinh thế. Được, Quỳnh sẽ bước qua xét thầy ngay bây giờ. Dạ. Bích bích, đám đã tay chưa? Cốc. Sao lớn sao nhỏ ở đâu mà lớn thế này? Lấy nhu thắng cương. Để con mắm nhắc tuồng ghê quê quá. Hề, thầy cười lắm, em hơi ngán rồi. Biết người biết ta đây. Ơ, cái áo của thầy bị chuột cắn. Đâu? Đây, ha, mắc mu rồi. Thằng khỉ tháo ra. Chốc chắc, bích. Xong nhé, tôi bước qua xét thầy được rồi đây. Đi mau thầy ơi. Cậu Quỳnh, cậu nỡ bỏ đi sao? Lúc nãy cậu nói sẽ chữa bệnh cho thầy mà. Tưởng thưa thầy bị bệnh sơ sơ, ai ngờ tự thầy lại chọn cái bệnh dài hạn, tớ không ở lâu được. Làm ơn đi mà, chúng tôi tha thiết khẩn cầu thầy ở lại. Thế là không đi được rồi, tại mày đấy. Hi, không thể ở nhiều người trong phòng sư thầy được. Thằng Quỳnh qua gian bên cạnh ở với mấy chú tiểu. Con mắm ra sau bếp ở với bà bếp. Cho con ra sau bếp ở đi. Không được, mày ở bếp có thứ gì mày ăn hết cả chùa đói. Đừng lo, có gì tớ tiếp tế cho. Có sải mới chào. Mô Phật. Bộ không có tiếng nào hay hơn sao mà cứ mở miệng ra là mô Phật. Mô Phật ở chùa phải nói thế. Cậu mặc áo chùa vào, kẻo có ai trông thấy họ báo quan. Chết ta rồi, thành thầy chùa rồi. Này, áo thì mặc chứ đừng có cạo đầu à. Mô Phật, đầu cậu có tóc đâu mà cạo. Hé hé, đẹp trai chán. Thế con mắm có mặc áo chùa không? Thoát sao được. Đi xem đi cô mắm thế nào. Mắm mắm ơi, ở chùa mà la lối ôm sòm. Mô Phật, sư cô còn tóc không? Chỉ bình khăn thôi. Hú viết. Không biết thầy có thành thầy chùa không? Có luôn. Ha ha, tự dưng mấy thầy chồng mình đều thành thầy tu. Dậy dậy tụng kinh sáng. Chưa sáng mà để ngủ chút. Hắn không dậy khiêng đi. Nam mô nam mô ro ro ro. Đứa nào tụng kinh gì lạ hoắc vậy? Chú tiểu mới đấy ạ. Ro ro ro. Lên trước đánh chuông khỏi buồn ngủ. Đánh thế nào? Nghe chú bên kia gõ cái cốc, cậu lên đây đánh cái beng. Dễ ẹt. Cốc. Ơ ơ. Chuông đâu? Đánh đi. Ro ro. Đánh chuông. Beng beng. Ta không thua. Cốc cốc. Beng beng cốc cốc. Thôi hai đứa mày đứa đám ma hả? Ra kia quỳ. Hì, quỳ tha hồ ngủ. Hết biết. Dậy đi ăn sáng, đói quá chừng. Pép. Chưa đọc kinh, chưa được ăn. Ăn mà cũng phải đọc kinh, sao khổ dữ vậy? Nam mô, đói quá, cho ăn nam mô. Cho thêm tí mắm đi, lạc quá. Không ai trả lời. Không lấy thì ta lấy, lạc quá ăn không nổi. Mắm, cho tí mắm. Chùa ăn chay làm gì có mắm. Ờ, há, quên. Hả, ăn hết rồi hả? Tưởng chê chúng ta ăn giúp cho rồi. Mô Phật, đói rồi. Ta tìm món khác, không chịu đói dễ vậy đâu. Chú Thọ đâu, sao không dâng quả lên bàn thờ? Con dâng rồi mà. Đâu? Con mới dâng đó mà. Mam, chuối ngon ác. Thì ra là mày thằng trời đánh. Thầy chua mà rủa ngọt dữ ha. Tao mách sư thầy. Thôi con à, em nó phải ở chùa vì ta, nó đâu có tu hành gì mà chấp. Tánh nó vậy chứ thật ra nó rất tốt. Quỳnh, vào lăn muối rang cho sư thầy. Mắm ra chợ mua thuốc. Bỏ áo nhà chùa đi, kẻo họ không bán. Thầy thiên vậy, phân không cho mắm làm việc sướng hơn con. Con trai phải làm việc nặng, cắm cào nhào. Ha ha, được ra chợ ăn hèn, có kẻ thèm nhỏ dãi. Muối hột rang chữa đau lưng hay lắm, nhưng hãy cẩn thận, nó nóng lắm đấy. Quấn vải cho kỹ, kẻo phỏng lưng sư thầy. Ô hô, thích thật, nhẹ hẳn cái lưng. Thích gì mà thích, mỏi tai muốn chết. Xong rồi thưa sư thầy. Thêm lát nữa đi, lưng ta nhẹ lắm. Lăn thêm cho sư thầy một lát. Hừ, ổng hết mỏi lưng, mình quẹo lưng. Tháo bớt vải ra. Hì. Quái, nóng quá, thôi thôi. Hì, khỏe. Cái thằng lắm mù lắm kế. Quỳnh ơi, nguy to rồi. Một đám nhóc chặn tớ lấy hết tiền mua thuốc rồi. Hừ, theo tớ. Các cậu, theo tớ.
Mô Phật, kẻ tu hành không được đánh nhau. Tu thì tu, nhưng thấy chuyện bất bình phải can thiệp chứ. Chúng lấy hết tiền, lấy đâu mua thuốc cho sư thầy? Các cậu la to, để sư thầy chết hả? Hắn có lý, sư thầy cần thuốc. Đi, cha mẹ ơi, rủ thầy chùa đi quýnh lộn. Trả tiền lại đây. Ê, thầy chùa muốn quýnh nhau. Quýnh thật chứ không phải muốn bếp. Bịch binh bóp chát. Thua thua, trả tiền này. Thế nào cũng bị phạt. Cũng được, miễn sao có tiền mua thuốc cho sư thầy. Quỳ đấy, khi nào ta cho phép mới được đứng lên. Các cậu nhắm mắt, tập trung tư tưởng sẽ thấy hai viên gạch nhẹ tưng ngay. Ý? Nhẹ đâu mà nhẹ, nặng hơn thì có. Ha, thằng khỉ. Dụ bọn ta đi quýnh lộn rồi còn chơi chép nữa hả? Binh binh. Loạn rồi, chùa loạn rồi, quýnh nhau tùm lum. Thằng nhỏ học trò của thầy rủ mấy chú tiểu đi đánh nhau ngoài chợ. Về chùa chúng lại quýnh lẫn nhau. Kho chứa củi, thả tôi ra. Chỉ có cách này chùa mới được thái bình. Muốn nhóc bao nhiêu cũng được, nhưng phải cho cơm đấy nha. Chuột chuột cứu cứu. Ma. Công nhận hắn quậy khiếp. Cho chúng mày muốn cắn chỗ nào thì cắn. Tao ngủ. Làm sao bây giờ, bệnh của sư thầy nhanh lắm cũng phải mất nửa năm. Khò khò. Cậu có mừng quá, con đang bối rối đây. Có gì mà bối rối, dễ giải quyết thôi. Tìm cách cho quan đô đốc bỏ lệnh cấm chùa. Các thầy thuốc sẽ vào chữa bệnh cho sư thầy là khỏe thôi. Nhưng làm thế nào ạ? Ráng mà suy nghĩ, đây là chuyện của Trạng Quỳnh, không phải của Trạng Quỳnh. Ta tin con sẽ nghĩ ra. Cậu kỳ ghê, không chịu chỉ cho mình. Làm sao, thế nào, làm gì? Phải ra ngoài, điều nghiên tình hình rồi tính. Cơm này Quỳnh. Hả, chỗ đốc nhà đi mất rồi. Quỳnh đợi tớ. Theo tớ làm gì? Không thích. Không biết, thích thì theo thôi. Cậu thích tớ, tớ nổi da gà đi. Từ nhỏ đến giờ mới có một kẻ thích tớ. Chắc cậu bị thần kinh. Thôi nói, nhìn kìa. Quan đô đốc đi đâu vậy nhỉ? Kém thông minh, ông ấy lại đi chùa cầu con trai nữa đấy. Không tin hả? Không thấy mâm hoa quả to tướng phía sau ông ta à? Cậu thông minh ghê. Có cách, cậu sẽ giúp tớ làm thế này. Gió hướng này, Quan sẽ đi qua đây. Đào lỗ ở đây. Hung khói thật nhiều dưới hố. Đậy lại thật kín. Nghe tớ hô, biến, cậu mở nắp hố ra, khói sẽ ùn ra đường. Hiểu rồi. Thằng nhỏ, tránh đường cho Quan đi. Dám gọi ta là thằng nhỏ à? Phải gọi ta là công tử. Công tử, làm ơn tránh ra, kẻo ta thọt một giáo lúng cái bàn tọa đây. Cha, lính của cha ăn hiếp con. Hả, mày là con ta, hồi nào? Con trai ta đâu có dị hợm thế này. Con giống cha mà. Trời, ta cũng dị hợm à. Nhưng phu nhân ta đâu có sinh con trai. Ta thèm muốn chết. Đáng lý con đầu thai xuống nhà cha rồi. Nhưng tại cha mà con chưa đầu thai được đây. Vậy là người trời à? Vâng, con là tiên đồng trên trời. Ngọc Hoàng thấy cha có lòng, đi chùa cầu con miệt mài mê mệt. Ngọc Hoàng định năm sau sai con xuống làm con của cha. Không ngờ cha nóng tính, đóng cửa chùa nên Ngọc Hoàng giận, giận cực kỳ. Ngài dẹp ý định cho con xuống trần. Con buồn lắm, cực kỳ buồn. Con thích xuống trần chơi lắm, cha làm con hỏng việc. Bởi thích xuống trần nên con lén xuống đây mắt nhỏ cha cách để có con trai. Nói đi, cách gì ta cũng làm. Để làm Ngọc Hoàng hết giận, cha phải chuộc lỗi, bỏ lệnh cấm chùa. Ta bỏ ngay. Sau đó cha phải đến sân chùa quỳ 3 ngày 3 đêm để tạ lỗi với Phật. Ê, cái vụ đấy không được đâu à. Còn gì làm mặt mũi ta. Thế thì không bao giờ cha có con trai. Tùy cha thôi, con đi. Biến. Mở nắp hố. Lui lại, cậu bé biến mất rồi. Đúng là tiên, đi đâu có khói đó. Về, khỏi đi cầu tự nữa. Ra bố cáo, bãi bỏ lệnh cấm chùa. Còn cái vụ quỳ thì sao ạ? Không bao giờ, ta bảo phu nhân ta quỳ thai. Chắc Ngọc Hoàng cũng chịu. Bỏ lệnh cấm chùa rồi, đi chùa đi. Thầy ra phố mời thầy thuốc khác vào chữa cho sư thầy. Tôi có việc cần, không thể nán lại lâu hơn. Thầy giúp chúng tôi mấy ngày qua cũng đủ rồi, cảm ơn thầy. Chúng ta vào từ biệt sư thầy đi. Tạm biệt tiểu bư. Khi nào cần người dẫn đi quýnh nhau cứ tìm tớ. Ủa sao Quan lại quỳ? Quan bảo để phu nhân quỳ kia mà. Ta bảo bãi quỳ, bãi lại bảo ta phải quỳ. Bãi bảo thì tao phải quỳ thôi. Đi đi, đứng đây tao mắc cỡ. Ha, mình có tiền, có áo đẹp, có ngựa đẹp. Bên nhà cô Mận sẽ hết chê mình nghèo. Mình phải nhờ người dạm hỏi cưới cô Mận hà. Chà, chú Hoành bảnh quá ta. Đây, có người khen rồi đây. Lâu quá không gặp, vào đây tớ hỏi thăm một chút. Chú làm gì mau vào thế?
đi buôn vài chuyến chúng là giàu ngay. Chú chỉ tôi với, tôi khổ quá. Được, mai mốt ghé nhà tôi chơi, tôi chỉ cho. Áo gấm đẹp quá, ước gì tôi có một cái. Chú, cho tôi mặc thử xem tôi có sang hơn chút nào không. Đây, gấm này ai mặc cũng sang cả. Đẹp thật. Chú cho tôi lên ngựa thử xem tôi có phong cách nhà giàu không. Ngựa đấy, cứ lên. Thế nào, đúng là nhà giàu. Thôi, tạm biệt nhé. Ơ, ngựa của tôi, áo của tôi, trả đây. Láo, áo của ta, ta mặc trong người. Ngựa ta cưỡi mà bảo của chú à. Tôi kiện đây. Lấy gì làm bằng chứng những thứ này là của chú mà đòi kiện. Chết tôi rồi, túi tiền treo trên yên ngựa. Hu hu, công lao khổ cực mấy năm tiêu hết rồi. Tiền đâu cưới cô Mận đây, hu hu, cô đơn trọn đời rồi. Chú ơi, bộ bị mẹ đánh hay sao mà khóc dữ vậy? Đang đau lòng đừng có ghẹo à. Có chuyện gì chú nói nghe được không? Hiệt chuyện kia là hiệt thế. Chú kiện lên quan đi. Bằng cứ đâu mà kiện. Chiếc áo hắn mặc vừa khiết kỳ như là may cho hắn. Quả lại hắn là cháu của quan huyện, kiện sao được. Hắn lộng hành khắp cả huyện nhưng có ai kiện được đâu. Vậy thì mình sẽ dùng mưu lấy lại. Lại lôi thôi nữa. Thầy ngồi đây nghỉ mát với chú. Hai đứa con đi thu hồi báo vật. Chúng nó làm được không vậy ạ? Có thể được mà cũng có thể không. Đợi kết quả sẽ rõ. Nghe tớ suy đoán đây. Sau khi được một vố lớn hắn ta sẽ ăn mừng. Thế nào hắn cũng ra chợ ăn một thứ gì đó. Kìa, con ngựa. Đúng là con ngựa chú Hoành tả. Hắn đang ăn tiết canh vịt kìa. Mâm giá mà hắn mời tới một đĩa. Chịu khó ngồi đây, ăn chực. Chờ xem hắn đi đâu. Hắn đi kìa, hướng này. Mau đi, tìm cách lập bẫy. Một cái giếng, có kê. Tớ leo xuống, cậu cứ la lên như tớ dặn. Xuống chó rồi lên voi mấy hồi đời mà. Có chưa? Cố tìm gói vàng, gói bạc không cần. Có vàng, có bạc, hôm nay là ngày hạp mà. Mẹ sai anh em cháu mang vàng bạc về cho ông ngoại cất nhà. Đến đây thấy cái giếng, chúng cháu múc nước uống. Không ngờ ông anh cháu vô ý làm rơi cả túi vàng lẫn túi bạc xuống giếng. Tìm mãi không thấy. Tìm thấy chưa? Giếng sâu quá lặn không nổi. Leo lên đi chú tìm cho. Chú là thợ lặn mò ngọc trai, yên tâm. Phi, mệt quá, nhờ chú cháu sẽ đền ơn. Chả cần mày đền ơn, tìm thấy tao cất luôn. Lát nữa chú tìm thấy gói vàng, chúng cháu tặng chú một lạng, mua mấy con ngựa luôn. Cảm ơn. Ý ý, đừng có xô. Xô xuống cho nhanh. Quái ẩm thằng khỉ. Giếng sâu thật, ngợp quá. Chưa thấy, lặn tiếp. Đi, mệt đứt hơi, chả thấy gì. Nhỏ ơi, tao tìm không thấy. Kéo tao lên. Sao im ru vậy? Không kéo thì tao tự lên. Tao tìm không. Ủa, chúng nó đâu? Con ngựa đâu, áo quần đâu? Nhỏ, nhỏ ơi, cậu dắt ngựa về cho chú Hoành, tớ cho hắn một trận. Bơ làng sớm có kẻ phóng uế xuống giếng. Đứa nào phá giếng? Giếng của làng mình leo xuống, ăn đòn chết. Áo quần đâu mà chạy đây? Thằng kia phá giếng, cho nó một trận. Phóng vào bụi. Trần Minh khổ chui. Cấp. Nó xỉu rồi, bắt nó. Cha mẹ ơi, không dám nhìn. Lấy lá phủ lại rồi trói. Xong. Lên voi xuống chó mấy hồi, đời mà. Đánh 10 hèo về tội phá giếng, thêm 10 hèo về tội vi phạm thuần phong mỹ tục. Quen ơi, đánh nó rách lá chuối mắc cỡ chết. Nhắm mắt mà đánh. Ôi cha, ôi mẹ ơi. Quỉnh, ăn vừa thôi, 8 đĩa rồi. Không sao ạ, bụng con vẫn còn chỗ chứa. Nếu các bạn xem video này thấy hay thì hãy để lại bình luận, nhấn like hoặc đăng ký kênh để ủng hộ cho mình nhé. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.